về cơ bản là đủ bê tông. Ê, giải nốt có tí giải nốt nhá. Có một tí giải nốt nhá. Tả đây để hết cái tông tan kia chuyển kia. Kia tôi làm ít tôi đây này, nó hơi thế nào 95 khối đây? Hai xe, mỗi xe 2,5 nữa. 2,5 nữa. Được chưa? Cái này là ổn chưa? Ok.